Sáng ngày 24 tháng 5, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tổng kết mô hình thâm canh cải tạo giống mận hậu theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao giá trị gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm tại bản Dầu, xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La và bản Đông Hưng, xã Mũi Nội, huyện Thuận Châu. Theo đó, tham gia mô hình tại bản Dầu, xã Triềng Cọ có 12 hộ, diện tích 5 ha. Mô hình tại bản Đông Hưng, xã Mũi Nội có 9 hộ với 5 ha. Các hộ tham gia mô hình đã được tập huấn về kỹ thuật thâm canh cải tạo giống mận hậu theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm nâng cao giá trị gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Được đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm về thâm canh cải tạo cây mận theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, hỗ trợ vật tư, phân bón. Sau 3 năm thực hiện mô hình, từ năm 2022 đến 2024, các hộ đã chăm sóc mận theo đúng quy trình cưa đốn, tỉa cành, tạo tán nhằm điều tiết sự sinh trưởng, tạo độ thông thoáng, đủ ánh sáng để cây sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, chất lượng quả mận được nâng lên, quả to hơn, mẫu mã và màu sắc đẹp hơn, năng suất bình quân đạt từ 10 đến 12 tấn 1 ha quả tươi, số lượng quả 1 kg bình quân tăng hàng năm. Năm 2022 là 45 đến 50 quả 1 kg, đến năm 2024 số lượng quả trên 1 kg bình quân 30 đến 35 quả. Giá trị ước đạt khoảng trên 190 triệu đồng 1 ha, cao hơn từ 35 đến 40% so với vườn mận chưa thực hiện thâm canh cải tạo. Thông qua mô hình, các hộ nông dân đã biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh cải tạo giống mận hậu, từng bước xây dựng thương hiệu mận hậu an toàn, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh các sản phẩm quả trên thị trường, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thúc đẩy phát triển các tổ hợp tác xã liên kết sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm có chất lượng, thương hiệu. Mô hình sẽ tiếp tục được Hội Nông dân các cấp nhân rộng và là điểm để nông dân ở các bản, xã lân cận trong và ngoài tỉnh đến tham quan học tập.